Nhận mặt súng Badlander tặng 100 tỷ tiền mặt, tải và nhận ngay. Mới đây, trên story Instagram cá nhân, Văn Mai Hương bất ngờ khoe món quà được KICM gửi tặng là một chỉ vàng khiến dân tình bất ngờ. Khoe quà lên trang cá nhân, Văn Mai Hương vui vẻ bày tỏ, cầm cái hộp mà tưởng có đứa tặng mình nhẫn, tí xỉu. Cảm ơn em yêu KICM, năm mới phát tài nào. Ngay sau đó, KICM đã chia sẻ lại bài viết của nữ ca sĩ nhưng bất ngờ tuyên bố sẽ cưới đàn chị. Thời điểm cũng rõ ràng, 60 tuổi mà em vẫn nế thì em cưới chị. Khi nam ca sĩ vừa tiết lộ khiến dân tình mắt chữ A mồm chữ O. Dù chỉ là lời trêu chọc nhưng khán giả đã tích cực đầy thuyền cho cặp đôi mới của Vbiz. Hiện tại, động thái thả thính của nam ca sĩ đến Văn Mai Hương đang được cộng đồng mạng quan tâm đến. Người hâm mộ cũng hy vọng cặp đôi hợp tác nhiều hơn trong âm nhạc cũng như tương tác nhiệt tình mạng xã hội. Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store.